Từ đầu tháng 1 năm 2021, việc cấp đổi thẻ căn cước công dân có gắn chip đã được triển khai tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Tại thành phố Đà Nẵng, vì số lượng máy móc còn hạn chế nên trong tháng 1, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an thành phố đã ưu tiên đăng ký làm căn cước công dân cho các đại biểu tham dự đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13. Các cán bộ lão thành cách mạng, công chức viên chức có nhu cầu thực sự cần thiết và tiến đến cấp đại trà cho người dân. Theo chỉ đạo của Bộ Công an, thì kể từ ngày 22 tháng 1, thành phố Đà Nẵng đã dừng việc cấp chứng minh nhân dân, chín số và bắt đầu triển khai cấp căn cước công dân có gắn thẻ chip cho người dân. Sau thời gian chuẩn bị, thì công an các quận, huyện ở thành phố Đà Nẵng đã được trang bị máy móc cơ bản và khẩn trương đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân trên toàn địa bàn thành phố. Ngay từ những ngày đầu năm 2021, công tác chuẩn bị để cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử đã được công an 7 quận huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng xem lấy là công việc trọng tâm cần nhanh chóng triển khai thực hiện bằng rất nhiều kênh tuyên truyền. Nhân dân ở các khu dân cư, tổ dân phố đã bắt được thời gian, địa điểm và sắp xếp công việc cá nhân để đến các địa điểm tiếp dân nhằm thực hiện quyền lợi của mình. Mình thấy lần này đến có sự thay đổi là quét vân tay nó nhanh. Và lực lượng công an hướng dẫn em làm thủ tục đơn giản và nhanh hơn trước. Người dân đến thực hiện căn cước công dân có gắn chip điện tử cần mang theo sổ hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân cùng với trang phục chỉnh tề sẽ được lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an các quận huyện hướng dẫn thực hiện. Tại quận Thanh Khê, trong những ngày đầu triển khai, người dân đã tỏ rõ sự hài lòng trước một công việc hoàn toàn mới. Em cũng mong muốn là một trong những người Việt Nam đầu tiên có căn cước này. Hôm nay đến đây thì em cảm thấy là không khí rất là nhộn nhịp, mọi người đều rất là háo hức, rất vui. Và các cán bộ cũng như là các anh chị rất là giúp đỡ, rất là nhiệt tình ạ. Hiện nay, Bộ Công an đã tiếp tục cấp bổ sung cho Công an 7 quận huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Mỗi đơn vị một dàn máy vi tính có cài đặt phần mềm. Đây là điều kiện thuận lợi để các địa phương đồng loạt triển khai cấp căn cước công dân có gắn chip cho người dân. Trước mắt, người dân ở địa phương nào cần đến địa phương tiếp dân ở bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân địa phương đó để được hỗ trợ làm căn cước công dân. Chúng tôi đã triển khai vào tất cả các ngày trong tuần, từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần. Sau này, khi có đầy đủ các trang thiết bị, chúng tôi sẽ tổ chức để thu làm căn cước công dân có gắn chip điện tử tại địa bàn trọng điểm cũng như là tổ dân phố để tất cả các tên địa bàn quận để người dân được biết. Vì ứng dụng công nghệ thông tin đã và đang giúp công tác cải cách thủ tục hành chính có được những bước phát triển vượt bậc, hơn cả là tạo sự thuận lợi cho người dân. Trong thời gian tới, người dân thành phố chỉ cần chú ý đến các thông tin trên đây sẽ dễ dàng thực hiện được quyền và nghĩa vụ của mình khi làm căn cước công dân.